Đấy, wow. Sáng đe luôn. Gọi là Hello Kitty luôn. À, cái này bật được đèn này. Cái nó auto đèn. Ờ, đồ má. Ok, theo thử nhá. Mong là không vấn đề gì xảy ra. Tại vì cái wheel này đây là khuôn răng. Đúng rồi, đây là khuôn răng. Đây là phần mà sau là xinh nhỉ. Cái này là cái này ấy, nó tăng cái màu vàng. Bây giờ anh phải anh tự đeo vào. Tại cái này nó hay bị sai nhỏ nhỏ. Có hỗ trợ không? Răng nanh. Cái nhớ răng là cái gì? À. Đó. Đấy. Anh nghe không ạ? Ngon luôn rồi. Xoẹt. Xoẹt. Cậu ngại mà. Thank you em. Thank you Thành. Xem em có vấn đề gì không? Đeo thử một lúc em có vấn đề gì không? Gì? Test tầm 5 phút. Phải à? Thế lấy cao răng thế thôi. Lấy nhẹ cao răng này phải chục thôi. Mà anh vừa ăn xong. Vừa ăn xong à? Đây nó có cái keo nha khoa. Nó sẽ khiến cho cái răng nó bết hơn chút đấy. Kiểu nó khó bị rung ra hơn. Thì anh thử xem nhá. Tối nay diễn có phải hát không? Hát nhiều chứ. Hát nhảy nữa cơ. Thì đi thử xem. Nhảy rụng vào này khốn đét luôn. Có người sợ không? Nó rụng vào họng ấy. Không rụng vào họng chắc không đâu. Đây nó to rồi, nó có gắn đẩy luôn. Đây thì em cho cái này vào sau này. Anh đeo từ từ cố luôn nào. Rồi anh đeo từ từ. Bong bong rồi đấy. Uống nước là được. Uống nước là thứ được. Chỉ là ăn uống thôi. Cho thì tắt ngắn. Ăn chắc không ăn. Rồi. Mà răng kia. Về có một răng của mình. Hồi đang hát xong rụng mất. Là rụng thật luôn. Rụng thật. Sau em phải tìm lại, may lại tìm lại. Đây của anh Ruben. Hóa ra là anh hai cũng bị rụng rồi. Em mình phải cẩn luôn. Đấy. Ba cả. Uầy. May là bằng vàng. Ôi ạ, mẹ cái bé tí tí luôn này. Trông nó rất nhỏ nhặt thôi nhưng mà giá trị rất là cao.
sếp em quá tuyệt vời. Sếp em uống nhiều bia. Sếp em thế nọ thế kia. Sếp bro, đang tìm cái filter tức giận. Tiếm gửi cho. Đấy đúng không? Không phải. Angry đúng không? Ui, đến đây bắt đầu là... Hôm nay anh em mình đi ra Huế chơi, đi xe khách mọi người ạ. Trời bây bão nhờ. Rapper tiền bay. Hôm nay có những ai à? Điểm danh phát. Alo. Hôm nay có mình này. Thằng béo. Thằng béo này. Béo. Có Đăng. Có Mộc Khánh. Mộc Khánh đồ. Đăng ơi. Một cái. Sếp em Hoàng Anh Quân. Sếp em rất nhiệt tình. Sếp em thích uống bia. Sếp em ồ ồ chia. Đấy, nói chung là nhiều người. Chào đây, ví dụ tuổi số 1 bao nhiêu? Hà Nội, ngày anh ra đi. Trời đổ cơn mưa. Hàng cây thông bát ngát. Nó bão mà. Anh đầu. Em mang quần áo của em đi à? Vâng. Em không mang quần áo của anh không? Ơ, em tưởng anh cầm rồi. Đấy, ra ngồi. Em tưởng anh cầm rồi. Anh bảo em là cầm cho anh chứ. Anh bảo mà. Em ngủ mà. Hôm nay đi lên tầm này thì chỉ có mang. Tôi nói quá anh em ạ. Hôm nay nói gì á? Mặt cay ấy. Đắng răng to và tiêu răng boy hôm ấy anh đã khóc thật nhiều. Em biết rồi. Tiêu. Đấy có ông anh xem melody. Xem 95 mọi người. Chưa người yêu. Nhưng mà tại sao anh lại chọn cuộc sống độc thân? Thú vị quá, chứ thú vị. Độc thân mọi người ơi. Thảo tí nó có bạn đó. Tối có bạn đó. Chị kể trong đây thôi, chứ không phải chị của em. Mày nhìn thế, mày bắt ra. Mấy anh em ở tao cho mày phát. Mày có nợ tóc 70 á. Nhìn mày như kiểu alien ấy. Đây, anh à. Hai cái mắt đầu sao nhau. Tôi bạn ở cùng phòng ấy. Thế à bạn? Được bạn. Tôi cầm hai cái ly rượu vang không? Hôm nay là... Thế là một hàng đứng ngoài quay. Hai người tắm với nhau. Cho nó ta tiên rồi. Nhà để trên bóng tờ lạnh nhìn nhìn tự. Review. Out trình. Thế rồi anh ơi, anh cảm thấy thế nào khi thấy nốc nốc gì thì anh có bao nhiêu tiền em, anh có bao nhiêu tiền để đầu tư vào cái MV này để được quảng cáo vậy em? Anh tài cho hết. Anh nhớ hàng nhớ phục kinh anh rồi. Phê ơi. Qua đây. Qua wow, mọi người ơi. London, Amsterdam. Yeah, I'm overseas. Thầm buồn. Mực gì mà. Đâu, cho bọn em xem với, buồn chưa? Buồn lắm, buồn cực, buồn hẳn luôn này. Đủ buồn chưa? Đủ deep chưa? Sao cùng một pose mà bên này lại nhìn vui nhỉ? anh có quay quả hay cực, em ấy đi. Anh quay cái gì? Quả vô bộ cọc của bên em à?
đâu nhỉ? Đâu cái gì hay à anh Cường? Đến đoạn hay chưa? Hay mà. Anh chỉ vào cái hay mà. À, cái này hay. Nhìn ở dưới thì vui vẻ, bên trên thì tĩnh. À. Dụng ý nghệ thuật. Bên trên là trăng. Mình quá trẻ để hiểu mấy cái đấy. Già rồi. Tôi đã quá trẻ để hiểu mấy cái này mọi người. Bây giờ mình chỉ hôm nay mình ra quá ít bikini. Quá ít bikini. Hướng dẫn cách ăn hàu đúng cách. Step 1. Cay hàu lên. Step 2. Em ơi, ăn cay ấy. Nhiều. Ngon luôn. Ngon luôn anh Cường. À, xin chào cô Nam. Chúng tôi đang xuống. Bông xuống. Merci beaucoup. Ờ, đối với anh ấy, anh bảo lên hình rồi. Rồi mọi người ơi, thì hôm nay là gọi là kết thúc cái chuyến đi Hạ Long của mình với cả những anh em. Bài học nhận ra ở đây là gì? Chưa tôi là mình là một con người tốt. Mình là một người rất là tốt. Trong cái lúc mình sai nhất, mình vẫn nhớ đến lợi ích của người khác. Đây. Và đó người đó đây. Mình vẫn để lại cái post cho mẹ. Lúc ấy mình mới phát hiện ra là mình là người tốt chứ. Mình không biết mình tốt đến thế. Lúc ấy chả biết gì. Đó là những cái nguyên thủy nhất. Đây là cái gọi là nguyên thủy nhất. Cái nguyên thủy nhất. Cái hay nhất là của một con người. Chơi gì chơi đừng có chơi bóng nhưng chơi viêng nha. Không hay. Bởi vì sao em làm như thế với tôi chứ. Tụi mình em ở đô là một cây. Mấy cái vật xấu bọn tao không một giây. Xem rồi kêu nó tao buốt tay. Mấy cái cho lên mẹ mình cái. Hai là to rồi, hai quả lây. Ba là tim rồi mẹ mình mệt. Nói chung là flow thế. Hai. Mình em là yeah, I stay. Hẹn gặp tất cả mọi người ở Left Hand Lock tiếp theo nha. Thì có thể là cái lock tiếp theo mình sẽ quay ở Sài Gòn. I don't know. Nếu mà có thì sẽ khá là thú vị á. Mọi người nhớ subscribe. Nghe stream nhạc của mình thật nhiều nha. Stream nhạc của Tiểu Young Boy thật nhiều. Là được tao stream nhạc của Đăng Giang To thật nhiều nha. Stream nhạc của Ngô Khánh chưa đến thật nhiều nha. Nếu mà anh có nhu cầu ra nhạc design thì cũng stream nhạc của anh Tuấn Anh mình. Thế nhá, chào tất cả mọi người. Hẹn gặp tất cả con vợ vào thời gian sớm nhất.